Hello, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau trong vần tiếp theo. I, E, đứng gần nhau đúng không nào? Chữ này chúng ta cũng sẽ đọc là vần vần I, ok chưa? Rồi, tie, bật chữ T này. Tie, tie, chứ đừng đọc tay nha, nhớ chưa? Tie, nha. Rồi, pie, miếng, miếng bánh nha, pie. Pie, cho tôi một miếng pie. Rồi, flies, flies. Rồi, các bạn lưu ý này, cái từ này đây chính là những con ruồi đó. Flies. Rồi, die, d, 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 yeah, d, d, die, die. Rồi, fries, fries. Đây chính là những cái khoai tây mà người ta thái thành từng cái miếng dài mà người ta chiên đúng không? Chiên giòn đó. Fries. Fries. Rồi, cried, cried, ok, khóc đúng không nào, cried, à, ở đây chính là quá khứ của từ cry, thay chữ đuôi, thay cái đuôi end này bằng cái đuôi y dài, chính là khóc, còn đây là quá khứ của khóc, là đã khóc nha, fried, à, cried, cried, được chưa, còn đây là flies, là số nhiều của những con ruồi, à, số nhiều những con ruồi, còn từ fly y dài thì sẽ là bay hoặc là con ruồi nha, fly, ok chưa? Chúng ta sang phần câu nào. Chữ TH này, ok, thở gió. Three big flies flew in the pond, nghĩa là những có ba con ruồi lớn. Three big flies flew là quá khứ, từ fly là đã bay, in the pond, in the pond là nhìn trên miếng bánh, trong miếng bánh đúng không? Three big flies flew on the flew in the pie. Ok chưa? Cô đọc lại ha. Three big flies flew in the pie. À, ok chưa? Lại lần nữa nha. Three big flies flew in the pie. Ha. Rồi các bạn luyện tập nha.